vậy. Bệnh này chở nằm trên xe đét rồi cái bên. Người ta nói bệnh tim là chơi không được mà hả? Hả? Bệnh tim chơi không được mà. Có không? Em chắc chơi cày cày vậy ha. Mà anh thấy đi làm nó chắc nó ghiền quá trời. Em suy nghĩ là ghiền Cô không biết nữa, không? Gì? cô không biết nữa. Vợ em mà không biết gì? Tối rồi vô ngủ nó khều khều, nó móc, nó tâm sự, nó kêu không? Kể cho người ta đồ nghe. Kể thiệt tình nha. Kể giả dối tầm bậy à. Sao? Vì em nói về tới ngủ là mạnh nằm mới ngủ rồi đứa về quay vết đứa về ngoài ngủ vậy đó, không có ít lại gần đó. Nó thiệt đi dốc rồi. Mỗi lần hai đứa mà muốn quan hệ kìa, em kêu sao? Mỗi lần hai đứa muốn quan hệ á, Vậy ngâm đi. Ừ, lấy cái này vô cho nó nè. Sao làm sao kể nghe coi. Ừ, chút nè, cứ ngủ đi ha, còn nóng đó. Đem nó cho nó vô. Ừ, đem qua đi nội đi, kêu nội đem cho nó ngủ, nóng rồi. Nóng lắm, nóng. Nó bày hay lắm ha. Nha. Nó bày hay lắm ha. Bày hay mày. nó không có bày hay như tại nó không biết dọn dẹp á. Nó cũng kỹ mà nó làm không được. Sức kem nồi dữ lắm không? Có gì chảnh bả xích gì đây nó không xích gì đây được từ dắt gì giờ em hỏi nó mua kem phấn gì không nữa không. Gì chảnh thì bả dọn lắm, nó dọn luôn. Nó mặc quần đùi không hả? Đây chị đây nó mặc quần dài mình nè, mà cắt ra cắt ra cái cái gù ghế đó, Cắt ra cắt ra gần gần gói gần gói nè, chia nó mặc mát mấy cái bộ đồ mấy chị được cho gì đấy kéo cắt chân kia. nó nực nổi nó chịu không nổi như đây về nhà em gì nè hầm có em nhà thì mì em không bằng không em không bằng hiện chân giỏng chân giỏng cho nó nằm ngủ nó mát cho trong phòng ăn giống ở đây không có ở đây người xuống dưới sông cặp cái sông văng giống thôi văng trước nè đẹp không, giờ em đẹp không? Có được mà nó tại vì nó xăm chân mày á nhìn mặt nó gắt lắm xăm chân mày ha cái chân mày nó thì nó da hay ngâm ngâm người nó xăm chân mày nó nhìn mặt nó gay lắm. Rồi nó đi làm gì nó cũng em cũng biết luôn mà nó không có nói gì hả? Hả? Nó đi làm cái đó. Nó thì về em hưng nó rồi em bỏ tất cả nó có suy nghĩ gì nó về nó cũng kể kể trừ nó đó nó làm đâu 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 đó chút nữa hả? Nó làm đâu nó làm Cần Thơ rồi cái Long Xuyên làm cho nào đó nó cũng kể em nghe nằm 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 nó kể cho kể nó kể 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 gì em không quan tâm tới rồi nó có nói thằng nào bự thằng nào nhỏ không? Nó kể chắc chuyến này chắc gì ba kêu ưng cái ông già đó quá Ông ông già già đó ông đóng tủ đúng mà hả? ông có về cũng có tiền Nhiêu tuổi rồi? ông cũng năm bốn mấy năm mươi gì Mẹ mấy ông nó chơi lắm trường ơi. rồi ổng cái đợt nó gì cũng nói nè nó mẹ đó là kia ưng ông đó đó ông đó ông lại ngày nào cũng cho em năm chục vậy đó cho tiền ăn sáng á rồi mẹ đợt đó nói mẹ kêu ưng ông đó có tương lai mẹ em không chịu nó đóng tủ Ở đâu ông nói đâu ông nói đợt đó làm mấy cái mít mà với ông đó đâu nó đang giờ nó chắc nó xuống cái mít nó đi đâu nó làm cái mít đó quán 3 số 9 vậy đúng chính vậy nhà đợt này giờ bây giờ nó không biết làm đâu mà nó đi tiếp khách rồi nó đi chơi luôn ha này ở đó quán nhậu mới có cà phê uống cà phê cái sau đó uống cà phê vô uống cà phê nè hỏi cái điên đó đợt đi là trước thân quen này nó quán nhậu 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 cà phê luôn nhậu 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 nào cà phê phê đó
Rồi cho chơi luôn ha, đi chơi luôn Đi ha. dân đó. Vậy là ngày nó biết chơi biết nhiêu thằng nó chưa? Cũng không biết ba cái gì, ba dịch bệnh này người nó cũng sợ còn chết chứ không biết có đi nữa. Lâu lắm rồi đâu có điện em đâu, em có nó không có nói chuyện tới luôn chặn cuộc gọi nó rồi nó đâu có điện Chăng gọi luôn hả? chặn cuộc gọi rồi nó lấy sim khác nháy máy nó đâu điện đây đâu mà nháy máy rồi em điện là nó cũng không bắt máy nữa. Điện Nghe chơi nói nháy gì? máy chơi đó Nó nhá chơi ha. Nó nhá chơi ha. Nhá chơi đó nhá coi chắc em hỏi coi coi em nếu mà em nó coi em còn hương nữa nếu em còn hương làm điện là liền nếu ông em không hết hết điện là nó biết hết nó hương này bởi điện thì nói mẹ nói tại tại em không chịu bước nữa Nó có kể em thường đi gì cái nhiều đi nhầm nhầm ông sợp ông ấy thì giá thì bà bán trong quán người ta nói giá chưa không mà giá trung bình nhiêu không lẽ nó không hay không biết hay hai hai trăm gửi 200 gửi hả em gửi ngồi tiếp khách thì 100 ngồi nhậu đó 100 ông nào sợp thì giao cho tiền nhiều ông nào không sợp ý Sao phải cho thêm á cho thêm nếu mà ngồi nhậu đi luôn rồi 300 gửi tiền phòng nó lo tiền phòng vợ em lo hả người ông nào sợp thì ông lo luôn vừa sướng mà vừa có tiền nữa mà. Bởi vì nó về đây em sống đâu có được đây bà nói gì em chỉ có 2 bữa cơm nữa đâu có đồng xu cắt bạc đâu bởi gì đi con đi về là báo cho bấy bà chính bà có tiền nó vừa đi xong rồi mới chập tiền liền rồi rồi được không mà nói đi dông nào xà đét nữa hả đi nó đặt nó trốn gì vậy á đi cái thằng ở Sa Đéc á xuống cái mít đó chơi làm ở đâu với á nào cái nó cũng nhậu đó nhậu rồi đi đi khách đi nữa đó đầu cái nó thấy bả là thấy bả sợ hãi rồi đó cái này nó vừa nhậu đi nó tâm sự gì đó đó nói giờ vậy rồi nó cũng hoàn cảnh nó giờ nó cũng có chồng đó, mà bà bắt làm gì đó rồi xa em đó rồi kỳ nó kêu đó chở rồi nó gì xe đét đi tại nó biết nhà anh gửi em chánh rồi mới điện cho anh gửi rồi anh gửi điện rồi mẹ em rồi mẹ vô nói em tính không rước nó thôi nó đi được nó đi làm đi anh gửi nó thôi thấy tội nó quá trời thấy gì mới anh gửi mới dầm mưa giọt kêu rước nó đưa qua đây đưa đây về nó đưa có được cái điện thoại hội với cái đồ bông với đi khách đó, nó được còn 100.000 đó để dùng điện thoại á về đây rồi nào cái nó móc móc tiền cái đưa cho em nó thôi để tiền đó em xài xài đi lúc đó em đợt đó em còn nó không có làm rồi đi nên có làm tiếp nhà của ông anh chứ nó người đâu có làm gì đâu nó gì cũng không có tiền đi hoài với lỡ bị bệnh sao trời có bao không trời chắc có bao mà hả có người ta cũng sợ nó không sợ người ta người ta cũng người ta cũng sợ nói ha thằng ơi má chơi gì từ lưa chân rồi chắc từ nãy giờ đủ con nhân quá chưa em cũng biết nó cũng nghĩ vậy cũng hưng nó tại vì cái số của nó như vậy nằm nó kể em rồi cũng thấy tội nó em thương nó hương luôn là kể okay, chân luôn hả kể gì đi dắt 10 mấy tuổi dắt bả bắt nó mấy tuổi đó rồi mất 10 mấy tuổi bắt đi làm đó rồi nó cũng gửi gần cảnh nó rồi bả bắt buộc nó rồi với nó trốn gì với em nè rồi cũng thấy hương nó bởi nó đi về bả bắt đi mấy đợt cũng trốn gì đây nó bả mà sơ hở là nó giật lên liền như vậy với em à đâu em hương nó nghĩ nó ý nó không muốn mà tại bà bắt ép buộc nó quá trời đó ý là nó không muốn đi ha nó không muốn nó muốn sống cuộc sống nó là có chồng con như là gì em đó cuộc sống bình thường ha nó bình thường nó giờ nó sợ nó sợ nó không muốn đi nữa bà em bà thì bà cứ nghĩ đầu óc bà nghĩ gì đó đó bà kêu hoài hoài không biết đi sức khỏe là từ từ cũng chết nữa chơi biết bị bệnh chết ta rồi bà cứ cãi đi cái số nó gì là sao vậy
Anh sợ nó làm cái nó quen á, nó ghiền á, hiểu không? Em nghĩ ghiền không? Chắc không có đâu, tại nếu mà máy thì nó về với em lãnh đòi hỏi mà không đòi hỏi hả? Không, máy cũng mệt, người cũng thương nó. Rồi nó đi tiếp khách gì gì bơ phờ chứ hả? Cái đó em cũng không biết nữa ta. Đi bà gì ổng giờ em hết biết đi. Suy nghĩ thì cũng hương hương hại đó ha, tội nghiệp ha. Nghiệp tại ý nó quen, nếu mà ý nó không muốn vậy bả thì ổng bắt vậy bỏ cho. Giờ trong lòng nó gì nó cũng muốn, nó cũng trốn gì đó mà bả giữ, bả quá trời bả giữ đâu có người nào, nó cũng nhớ em với con kia đồ chịu không nổi. Mà tại bả ép buộc quá thì nó gì nó cũng nó là chết gì đó, nó cũng gì nó cũng ngoài 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 nó nhà bộ nó nói nó nói bả là nó quên em rồi, số điện thoại chân rồi. Cái nó cũng đi làm khách, đi tiếp khách này kia với bả, cho bả hết canh chừng đó. Cái bả sơ hở là nó kiếm được do nó đi, nó đi đi chợ đi coi hỏi sơ hỏi xe đã ôm hỏi sẵn chân hay là dư khách, cho nó hỏi đâu đâu nó có gian này nè. Nhưng bây giờ lỡ nữa nó về em có nhận nó nữa không? Chắc không quá. Bây giờ về là tới, nếu mà nó trốn về là bữa trước bữa sau là nó trốn đi được, hay là bữa trước à, trong ngày đó là bà xuống đây nè. Xuống đây bà guồng nhà em liền đó. Guồng đâu được, em đâu làm gì được em. Bà guồng mới kiếm em á, kiếm nhỏ đó. Thì bà xuống bà kiếm rồi chứ, mà em không chỉ chấp nè, rồi nó đi đâu đi chứ rồi. Chắc nó không dám nhiều quá. Tại vì bữa hôm em có nói nó rồi. Nói sao? Bữa nó cái nửa nó chuyện điện thoại rồi nó điện mẹ em rồi cái em nói chuyện mẹ xong rồi cái nó tắt máy, cái em điện lại cái nó mở máy kia nó nghe. Nó không có nói chuyện. Nó nói kêu là mốt đừng có làm phiền cha con của em nữa. Nó cho em sống. Rồi cái đợt sau cái em điện nó đưa nhỏ khác nói chuyện. Cái nhà máy hoài nó xã hội của ông vợ ông chi rồi, kia chi nói chuyện rồi cái bà đó nó không xã hội này của tôi ở Cần Thơ, không có chi nào chứ á. Cái nói bây giờ chị kêu rồi đó, kêu chi á là mốt đừng có điện cho tôi nữa, tôi sau này tới hai cha con tôi sống mà cái làm phiền hoài nha. Đâu cái bà kia nói gì lộn số rồi em ơi, đừng có nói chuyện nữa, cái tắt nó. Thì tới giờ luôn nó không dám điện nữa. Rồi bây giờ nó nghỉ nhá luôn á ha. Nghỉ nhá rồi mà giờ lấy số lạ nhá mà. Rồi số cũ. Số cũ em chặn rồi, nó đâu có nhá. Ba số cũ là bà hổng, ba chắc ba em cũng không điện nữa, cái số cũ bà hổng là điện cái là thế nào bà đó cũng nói lại với bà à, bà sim à. Tại vì nó mua xe máy mới, cái số máy mới vậy, nhà máy. Nó cái xin cái người mấy số lạ quen quen của em là điện mà, cái số đó nhá hoài làm biết là của nó. Chỉ có nói nhá không ha. Nhá nói nhá mà chứ mấy số kia là mấy em tần số mấy anh em tần làm kia người ta điện mà. Bây giờ chắc nó cũng đi bán là dễ gì nhà. Thì mà không điện thì nó đi lâu lâu rồi. Bữa này em bữa là bả má điện nói chuyện với bả là bả làm biết qua đi dò rồi. Điện rồi đó hả? Ai dò? Bà vợ em á, ba mẹ 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 điện nói chuyện á với bả đó, bả nói giờ tôi mới đi công chuyện gì tôi mệt quá rồi, dọc bả đi mời bả dọc đi, bả dò mới dọc đi xuống đi dài hỏi cơ quán nào á. Bả đi dò trước rồi mới đưa nó vô hả? Dò trước coi có chỗ ăn chỗ ở hay chỗ đó coi bán sáng sao đó. Rồi mới bắt đi, bây giờ em vừa bắt con em về đây cách có ngày là anh là cách ngày hai ngày là nó đi, nó bắt đi đó. Thằng đó bà đi kiếm trước ha, đi kiếm trước rồi bà có nói là con tôi hay gì không hay là sao? Thì con thì nó cũng là con, bà nói gì đi nữa đó, bà nói con cu ruột bà luôn hả? Như con ruột làm gì đấy ha. Thì vô quán thì giờ hỏi quán này có em út có này kia không á, thì vô thì người ta vô đó ở quán nhậu hay quán cà phê đó. Bả vô luôn, thế là ở đó trong quán luôn, thấy mướn nhà trọ ở đặt bà... quán cái xài thì bả ngồi ở được tại chỗ. Bả làm luôn hả? Không, bả sống gần chết ai được làm bả. Dạ, chỉ có cái ông bả mơ cái ông Tân Thành đó, ông Tân Thành bả lo tiền cho ông Tân Thành xài đó. Bả già là xấu lắm ha. Dạ, bả dọn nhìn cái mớm vô mà con mắt xanh xanh mài nữa rồi mới ba kèm một cái nhờ ốc nó nữa. Rồi chồng ở nhà em luôn hả?
ông người vợ thì ông nói như ông khùng, không nói gì hả, nói không có tin, nó không bỏ qua tay đó, thằng đó không có la gì chứ hả? Không. Ừ. Tại vì bà ông chấp nhận rồi. Ông cho rồi ha. Cho rồi, như ý mà con gái của ông, con vợ em đó mà ông còn bắt đi cho đi làm nữa rồi bà hay hám gì thì ông cũng cự. Ừ. Nếu mà ông mà ông cự bà, ông có quyền hay là ông đập bà đâu cho mà vợ em đi làm gì? Ừ. Nói con cái thì có chồng của con thì để cho nó là lo làm ăn gì, bà bắt nên làm gì là ông đúng là ông là người đàng hoàng, là ông chửi bà ông đập bà. Ừ. Em mét em điện mét ổng mà ổng cũng đồng ý cho con kia đi làm. Ồ, vậy là ổng cho luôn rồi.